Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị mình yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Hậu Giang ạ. Và hiện tại thì em đang có mặt tại đường Ngô Gia Tự trước cổng ủy ban thành phố chị ha. Xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình cái lô mai bán Tết của anh Tý. Dạ, cũng như là địa điểm bán phôi mai của anh ha. Dạ hiện tại thì ở trên lô của anh có một lô phôi mai tứ quý hàng viết nha cô chú anh chị. Với lại một số cây mai còn lớn, bonsai mini quý quái cũng có luôn ạ. Em sẽ đi một chia sẻ cho cô chú anh chị mình tổng thể cũng như là hỏi giá cho cô chú mình ha. Rồi. Cây bonsai này có thân lắc khá là đẹp cho cô chú anh chị. Dạ, địa điểm lô mai Tết của anh Tý là nằm trước cổng ủy ban thành phố nha cô chú anh chị nha. Bây giờ thì em sẽ vào gặp anh Tý để chia sẻ chi tiết cũng như là báo giá cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Dạ em xin chào anh Tý ơi. Chào Phương Phương ơi. Dạ em thấy ở lô mình có một số cây bonsai khá là quái đẹp, anh có thể chia sẻ giùm em một số giá của bonsai anh ha. Là mình bình quân đó là ví dụ 7 triệu, 8 triệu, 6 triệu đó. Dạ. Rồi. Như giá cũng hợp lý lắm. Thì như cây bonsai này mình ghép giống hay gì anh ha? Cái này là dảo, dảo thu đất. Dạ, dảo thu đất. Nước lộ chơi tốt rất là ok luôn ạ. Như cây này là mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Cái này nếu mình giao lưu mà mình giao gần gần thì cỡ 7 triệu. Dạ 7 triệu, mình có xe giao đi luôn không anh? Mình phải, ví dụ gần thì có xe giao đi luôn. Dạ. Còn Đồng Nai, Sài Gòn thì mình phải thuê xe. Dạ. Như cây bên trong này mình cũng ghép giảo Thủ Đức luôn anh ha. Ờ, nó giảo Thủ Đức đó. Quá trời, cái bộ đế luôn à. Cũng dao động từ 7 triệu phải không? Dạ. Cái hàng bonsai này dao động từ 7 triệu đổ lên phải không anh? Dạ. Chú anh chị mình chiêm ngưỡng một xíu ha cái vàng bonsai phía trước này nha cho chú anh chị. Hàng bonsai này mình ghép dạo Thủ Đức hết ha. Dạo Thủ Đức. Dạ. Có cây này cây cúc. À. Như cây này là giá bao nhiêu vậy anh ha? Cây này giá cỡ tầm 6 triệu. 6 triệu nha cô chú anh chị. Dễ dễ chơi. Quá trời cái bộ đế luôn ha. Dạ cây này là mình ghép cúc gì vậy anh ha? Cái này là đa phúc. Cây này là cúc. Cúc. Cây này thì cúc nha cô chú anh chị. Bộ đế là ơn cứng cậu luôn ạ. Như cây cúc này thì mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Tầm cỡ 6 triệu rồi không? Dạ. Hỏi cho em hỏi giá cây bên đây nha anh ha. Dạ. Cây bên đây là siêu nụ. À, giảo siêu nụ phải không anh? Dạ. Mấy cái tai chi này nhạo nhìn rất là dữ nha. Dạ cây này mình giao lưu giá bao nhiêu ạ? Tầm cỡ 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi nha cô chú. Cây mai mai càng lớn này à? Cây này tầm cỡ 47 triệu. Dạ 47 triệu. Cây này hoành lớn lắm anh em, đế rất là đẹp luôn. Cây sữa cốt cành rất là đẹp. Chi cành nhạo luôn rồi cô chú chị. Cây này là mai green hay mình có ghép? Mai green không à cô ơi. Mà bông rất là đẹp. Này có cái hoành khoảng bao nhiêu vậy anh ha? Cái để lấy thước anh đo thử hạo. Dạ. Đủ lắm cái nồi đế rồi mấy người chú chị nha. Ủa cái thước. Quanh này 59 anh em ơi. Dạ 59 quanh nha cô chú anh chị. Tai chi là nhạo hết trơn luôn ạ. Cây mà cây tầm cỡ này sửa về mà báo giá chỉ có 47 triệu quá rẻ nha anh em. Dạ. Cái nồi đế là khỏi nói rồi. 47 triệu. Dạ cây này cao chắc cỡ 2 1 có 2 mét anh ha. 2 mét rưỡi không ơi? Dạ cao 2 mét rưỡi nha cô chú anh chị. Bề ngang cỡ 2 mét rưỡi đó. Dạ.
cây kế bên giùm em luôn, anh hái cây kế bên này mình có thể chơi một cặp được luôn á cô chú anh chị, chia cành nhạo luôn hả? Cây này chắc cao cũng cỡ 2,5 m anh ơi anh ha, cũng tầm cỡ đó luôn á. Dạ. Cây này rất là đẹp, sữa sữa gốc cành nhạo từ dưới đất lên tới mặt luôn nè. Dạ. Bông này bông đẹp quá mà, 9 cánh 12 cánh. Ồ, cây này cái bộ đế đó nhìn nó ngầu lắm cơ chứ chị. Dạ. Bộ đế này cứ ngắt hết trơn à. Cây này hoành đế là 46. Dạ 46 anh. Cây này nếu mà dao động anh dao khoảng 25-26 triệu. Dạ. Chậu là chậu mét nha anh em. Dạ. Cây này thì tay chi nhạo hết rồi, nhìn cổ cây lắm nha cô chú. Rồi, ở bên trong em thấy có một số cái khôi tứ quý đế sẫm nơm khá là cao, anh cho em xin giá anh ha. Dạ. À, tiếp theo là em sẽ hỏi giá một số, một lô phôi mai tứ quý hàng khủng luôn nha cô chú anh chị. Dạ cái cây ngay chỗ anh đứng anh ha. Bây giờ mình hảo mình dạ. Hảo sơ đi rồi. Này mình hoành nó thì 41. Dạ. Hồi đế sổ nó rất là cao nha cô chú chị. Đế sổ thì 85. Dạ. Cốt cành này rất là đẹp ha. Chiều cao nó tầm cỡ 1,2 m. Dạ. Như những phôi chú quý này á, giao lưu tầm cỡ 30 bao ngoài triệu. Dạ. Từ 30 triệu đổ lên anh ha. À, 30 triệu đổ lên đó. Dạ. Mà hoành từ giao động á, từ 40 đi lên đó. Dạ. Này là 7 cây. Hiện tại là mình có 7 cây ở tại lô nha quý vị. Dạ tất cả đều là cốt cành đều. Cốt cành đều đẹp quá mà. Dạ, đế sổ trung bình là cả bao nhiêu đến bao nhiêu? Nếu mà quân bình là từ 70 đến 1 mét. Dạ, đế sổ từ 70 đến 1 mét. Sổ đặt hết trơn anh em. À, cái dàn xương chi cành thì đều luôn nha cái dưới vậy. Cái này mình đâm ghép là quá dạ. Ngon luôn, không có thiếu cốt cành. Chi cành đều đóng tướng diện luôn á cô chú anh chị, sổ nôm rất là cao ha, dao động là từ 30 triệu đúng không anh? Dạ. Dạ. À, anh cho em coi cây 30 triệu là cây nào anh ha? Cái nào mình dao động từ 30 triệu ăn lên như đó. Dạ. Dạ. Ở trong 7 cây này là như cây nào là 30 triệu vậy anh ha? À, 30 triệu là như cái cây này nè Phương. Dạ. Rồi như cây này nha quý cô chú chị. Thì nếu mà có anh em nào mà thích mà mua hết á. Dạ. Thì mình để lại cái giá hữu nghị. Dạ. Rồi cô chú anh chị mình có thiện chí, mình có thể đến tại lô để chiêm ngưỡng cũng như là mình giao lưu luôn anh ha. À. Dạ. Cây này thì cốt cành là ok luôn rồi cô chú chị. Dạ lô của anh Tý thì có phôi mai tứ quý với lại mai tàn, một số cây bonsai. À, cô chú anh chị mình ưng ý liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh giúp em luôn ạ. À, em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi clip chia sẻ hôm nay của em ạ. À, em sẽ để số điện thoại của anh Tý ở trên phần tiêu đề. À, mình liên hệ với số điện thoại của anh giúp em ha. Đa số là phôi tứ quý, hàng VIP, hàng sưu tầm luôn ạ. À. Dạ cuối clip thì anh có gì muốn nói thêm không anh ha? À, cũng xin cô chú ủng hộ giùm Tý. Dạ. Cũng vừa qua có lên một cái clip mai vàng, cô chú ủng hộ hết hết clip. Dạ. Rồi mong là clip này sẽ cô chú anh chị sẽ ủng hộ hết cái lô tứ quý này luôn nha cô chú ha. Rồi em xin chào hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo của kênh Cuộc Sống Hậu Giang không ạ.